Cô ấy sao rồi? Sốt cao thôi à? Hả? Sốt? Chỉ sốt thôi sao? Phải. Anh này lúc nãy cũng đã hỏi tôi nhiều lần lắm rồi. Anh hai, anh làm em tưởng đâu chị dâu bị bệnh nan y á. Có như vậy thôi đó mà cũng gọi tôi tới đây nữa. Tuy tôi là bác sĩ, nhưng là bác sĩ tâm lý mà. Bây giờ Nhã Đan đã thay thế anh rồi. Có lẽ tôi nên tiết kiệm một khoản chi phí. Đừng mà. Tôi có biết một bác sĩ dinh dưỡng rất là giỏi, để tôi giới thiệu cho anh nha. Em chuẩn bị một bộ hợp đồng đi. Hợp đồng? Cuối cùng anh cũng chịu đưa chị dâu về với Empire rồi sao? Lấy cho anh tư liệu và tất cả quản lý của công ty đến đây. Giá như anh cũng có thể tốt với em bằng 1/10 chị dâu. Dạ Khang. Em đừng ham chơi mà hãy cố làm việc cho tốt, rồi tìm lấy người mình thích và chung sống. Anh hai, có phải anh không đó? Hả? Anh định hù chết em trai của anh đó hả? Hay để anh tìm một người cho em. Thôi, không cần. Anh cứ việc nương thả em như vậy là tốt rồi. Em thề, không bao giờ nói xấu anh nữa. Hả? Hay là anh cưới chị dâu đi, sau đó nhờ chị dâu giới thiệu cho em, anh thấy sao? Hả? Cũng được. Gia Bách, đây là bệnh viện sao? Ừ, cô bị sốt cao, đã ngủ hết một ngày một đêm rồi đó. Thôi, ăn chút gì đó đi. À phải rồi, việc điều tra sao rồi? Địa chỉ IP gửi đến là Golden Town. Chủ tài khoản ngân hàng là một người tên Nguyễn Ngọc Mai. Golden Town là địa chỉ nơi ở của Hải Vi. Ngọc Mai, Ngọc Mai là trợ lý của Hải Vi. Đúng là không có gì bất ngờ mà. À phải rồi, anh siêu thật đó. Tôi tưởng mấy vụ hack máy tính chỉ có trong phim thôi chứ. Anh Bách, anh có thể chuyển hết chứng cứ qua điện thoại di động cho tôi được không? Tôi muốn gửi cho một người trước. Tên Cường sao? Sao anh biết hay vậy? Tôi muốn hắn sẽ lấy chứng cứ tống tiền Hải Vi. Sao ho dữ vậy? Nhưng làm vậy chỉ có lợi cho tên Cường thôi. Nếu đã có thể lấy tiền, sao cô không lấy cho mình? Sao anh không để tôi tự gửi cho Hải Vi? Vì tôi sẽ dùng địa chỉ IP, không để ai có thể tra ra. Wow, anh siêu thiệt đó. Anh có muốn nhận thêm đệ tử không? Không muốn. Nhưng mà cô có thể học bằng cách khác. Cách gì? Gả cô cho tôi. Tôi kêu Gia Khang nói bên Empire chuẩn bị hợp đồng cho cô rồi. Anh muốn đưa tôi về Empire? Sao? Cô có đồng ý không? Hợp tác vui vẻ.
Hợp tác vui vẻ. Người này là ai? Luật sư của tôi. Luật sư nữa hả? Ngày mai công ty sẽ mở ra một cuộc họp báo. Cô đứng ra công khai xin lỗi rồi rút khỏi đoàn phim. Hải Vy sẽ bao dung mà không kiện cô ra tòa. Chỉ có điều cái loại nghệ sĩ hư hỏng như cô thì... Mà thôi, đừng có vội nản chí. Công ty đang tìm cho cô một vài bộ phim lớn rồi. Chỉ cần cô làm tốt thì vẫn có cơ hội. Phim lớn? Sợ tôi lừa cô hả? Phim của đạo diễn Đào Văn sắp bấm máy rồi. Đạo diễn Đào Văn? Chị thừa biết ông ta là người thế nào mà vẫn giới thiệu cho tôi. Muốn tôi bán thân thì nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo như vậy. Cái gì mà bán thân ở đây? Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái loại người như cô á, người ta còn không muốn nhận nữa kìa. Phim lớn như vậy tôi cũng không dám nhận. Tôi nói cho cô biết, phim của đạo diễn Đào Văn, dù cô không muốn nhận cũng phải nhận. Lời của quản lý nói cô phải nghe. Quản lý? Trong vòng nửa tiếng nữa thì hết rồi. Muốn đổi quản lý hả? Để coi trong Ever này quản lý nào muốn nhận cô. Cái tôi muốn đổi là công ty. Cô muốn hủy hợp đồng hả? Cô biết tiền bồi thường là bao nhiêu không? 2 tỷ đó. Hai tỷ thôi chứ gì. Thì cứ từ từ mà đếm đi. Ở đâu mà cô có nhiều tiền vậy? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho chị như vậy. Chắc là tiền này, tiền đi ngủ với đàn ông hả? Cô tưởng bao nhiêu đó là đủ sao? Mười hai tỷ. Giờ tôi mới biết mình đáng giá như vậy đó. Sao không đi ăn cướp luôn đi? Đây chính là cái giá của luật sư đưa ra. Trong hợp đồng cũng đã nói rõ, trừ đi 2 tỷ tiền bồi thường hợp đồng thì tổn thất lần này cô gây ra là rất nặng cho công ty. Bởi vì cô nên các dự án bị quản lại, tiền đầu tư bị cắt đứt, diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất thì bị thương nặng. Số tiền này đã là số tiền thấp nhất rồi. Nếu như cô không đủ tiền á thì chúng ta cùng nhau ra tòa. Nhã Đan, chị nghĩ là em nên suy nghĩ cho thật kỹ. Thật ra chuyện này không phải là không bàn bạc được. Nếu như em không thích làm phim của Đào Văn thì chị sẽ sắp xếp phim khác cho em. Trong tay của chị đang có mấy bộ phim, đều là những dự án lớn. Em chọn phim nào mà không được? Xin giới thiệu, đây là ba luật sư của Eva. Anh Mặc Đơ à, anh làm gì đi chứ? Nhã Đan, bây giờ mà em đổi ý thì vẫn còn kịp đó. Thứ nhất, theo như tôi được biết thì quý công ty rút vốn đi đầu tư là để uy hiếp đoàn phim, chứ không hề có liên quan đến thân chủ của tôi. Thứ hai, giữa thân chủ của tôi và công ty Thành Phúc không có liên quan gì. Vì vậy, bất cứ tổn thất nào của công ty Thành Phúc không thể đổ lên đầu thân chủ của tôi được. Thứ ba, nhân viên của công ty bị thương trong lúc làm phim, đương nhiên trách nhiệm phải thuộc về công ty, đoàn làm phim và phía bảo hiểm gánh chịu. Với trường hợp thân chủ của tôi chưa bị buộc tội thì không thể nào bắt thân chủ của tôi chịu trách nhiệm được. Hơn nữa, theo như bản giám định thì vết thương của cô Hải Vy thì chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, nhiều nhất chỉ có thể đền bù là 250.000. Ngoài ra, chi phí phòng bệnh cao cấp, nghỉ dưỡng bệnh ngoài mức giới hạn thì không hề liên quan đến thân chủ của tôi. Chính vì những lý do trên, tôi đại diện cho thân chủ của tôi yêu cầu quý công ty ký biên bản thỏa thuận
hủy hợp đồng với thân chủ của tôi. Đối với việc dư luận đồn đại thì vì cô muốn giết Hải Vy là có thật không? Chị Đan, nghe nói chị Hải Vy yêu cầu chị xin lỗi. Điều đó có làm chị mất mặt không ạ? Chuyện Hạ Nguyên lần trước cũng là do cô sắp đặt đúng không? À, nghe nói cô muốn hủy hợp đồng với công ty Ever nên bị họ đe dọa sẽ đóng băng cô trong giới giải trí. Chị Đan, chị một câu trả lời đi chị Đan. Chị Đan, chị Đan ạ. Cô cảm thấy như thế nào? Chị Đan ạ. Chị Đan ơi, có đúng không hả? Chị Đan ơi. Thứ nhất, tôi vô tội nên không cần phải tự thú, càng không cần cảm thấy xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Hạ Nguyên đã sáng tỏ từ lâu rồi, xin mọi người đừng cố gắng thay đổi dư luận. Thứ ba, đúng là tôi đến đây để hủy hợp đồng với Ever, nhưng là tôi đề nghị chứ không phải bị hủy hợp đồng. Thứ tư, muốn đóng băng tôi cứ thử đi. Cô Nhã Đan ơi, cô có sợ để lại tiếng xấu không ạ? Cô Nhã Đan ơi, anh hai ơi là anh hai, bao nhiêu quản lý của công ty Empire, sao anh không chọn được người nào vậy? Hey, hay là chọn Duy Minh đi, người này rất có năng lực đó anh, lại quen biết với Nhã Đan nữa. Cậu ta là quản lý của Jason. Vậy thì Quốc Dũng, người này không có quen Jason. Không có chọn nam. Ai bây giờ ta? Chọn ai đây? Kelly. Giờ chọn Kelly. Giới tính không có rõ ràng. Cũng không đúng. Cô ấy thích con gái mà. Mai Phương. Cô ấy cũng đang quản lý Jessie Trinh. Nhân phẩm có vấn đề. Anh hai ơi, đây là đang chọn quản lý, chứ đâu phải chọn phi tần đâu. Sao anh khó dữ vậy? Sao không thấy Vũ Yến vậy? Cô ấy đang nghỉ phép. Với lại người này có xích bích với Jason á. Vậy chọn cô ấy đi. Không được đâu. Cô đâu có chịu nhận người mới đâu. Tôi về rồi nè. Có thuận lợi không? Luật sư hôm nay quả là lợi hại. Lấy một chọi ba, áp đảo tứ phương. Lúc đầu á, Hoài Trang còn định gạt tôi thêm 10 tỷ, nhưng cuối cùng tôi chỉ cần trả thêm 250 ngàn. Luật sư của Empire quá xuất sắc. Ê. Cái gì mà luật sư của Empire? Ông ấy là cố vấn pháp luật cấp cao của tập đoàn Phạm Gia đó. Hả? Để tránh sơ suất thôi. Ngày kia cô đến công ty báo danh đi. Ừ, tôi biết rồi.